Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ dành một chút ít thời gian để mình đi cà phê. Thì bây giờ mời mọi người xem chung với mình nha.
lời vẫn không thể lý giải. Tới chỗ uống cà phê rồi nha mọi người. Mình tới chơi và giao lưu với các anh em trong giới mô tô ha. Đa phần là để mình tán gẫu này kia là chính mọi người. Chủ yếu là mình lấy xe ra chạy vài vòng rồi sẵn tiện nó quay lại cho mọi người xem cảnh mình chạy xe gì và đi như thế nào ha mọi người ha. Đôi khi cái mục đích của mình nó đơn giản như vậy thôi à mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi hành trình của mình ngày hôm nay ha. Mong rằng các clip sắp tới của mình sẽ lại đưa cho mọi người cái cảm giác về xe tốt nhất khi qua tay lái của mình ha. Mọi người cũng đừng quên bấm nút like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Bạn nào mà có thắc mắc thì mọi người có thể là để lại phía dưới dòng comment ha. Mình đọc và sẽ trả lời mọi người ngay sau đó ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.